Hôm nay tôi và một số đồng chí công tác ở Trung ương rất là vui mừng, phấn khởi, tự hào được về dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Trước hết, tôi xin gửi tới các đồng chí, các bác, các anh, các chị và toàn thể bà con tỉnh Hưng Yên của chúng ta lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí và toàn thể hội nghị, như chúng ta đều đã biết, Hưng Yên là một vùng đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử văn hiến và anh hùng. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên có truyền thống yêu nước cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sắp tới thì tôi muốn lưu ý là cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm cái này, tiếp tục giáo dục cái truyền thống anh hùng văn hóa của chúng ta và đồng thời tiếp thu những cái ý kiến chỉ đạo mới của Đại hội Toàn quốc của Trung ương và lường trước những khó khăn thách thức để chúng ta vượt qua. Phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Mặc dù bây giờ chúng ta đã phát triển hệ thống giao thông có lẽ chưa từng có, chưa bao giờ được như bây giờ rồi. Nhưng mà yêu cầu sắp tới thì cái cơ sở hạ tầng vẫn là một lĩnh vực rất là cần được quan tâm chú ý. Phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, cân đối hài hòa giữa các địa phương và giữa các khu vực đô thị, nông thôn. Phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của một vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương ta, nơi khởi nguồn, cái nơi của phong trào xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc mới đây. Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, khơi dậy lòng tự hào của quê hương ta với truyền thống yêu nước cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa, con người Hưng Yên, để từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp và của các hệ thống chính trị, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đủ uy tín và năng lực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ và Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng những khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ, đạt được nhiều thành công mới, to lớn hơn nữa. Quê hương ta ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa. Chúc Hưng Yên tiến thật xa, Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên.